Anh em ha, thì mình giao lưu cho một anh ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái mai nó thuộc lĩnh vực bonsai nha, dáng thác đổ, thác đổ. Thì trước khi chuyển hàng cho anh á, thì để quay cho anh em xem cho vui nha, xem cho vui. Thì cái cây mai này nó là mai giảo đó. Dạo 9 đến 12 cánh, 9 đến 12 cánh. Nó thuộc vực thấp, thác đổ nha anh em, thác đổ. Cái tàn của nó là khoảng chừng 50 nha anh em. Tàn đổ của nó khoảng chừng 50 nha. Đó. Cây mai này, cây mai zin nguyên cốt nha, zin luôn, nguyên cốt luôn. Nguyên cốt không có ghép biết gì nha, không có ghép biết gì đó. Cây mai này thì rất dễ chăm, tại bản thân nó là một cây mai zin, vàng rễ của nó là nguyên nguyên si luôn, mai zin. Cây mai trồng từ hộp, trồng trong chậu, bản thân nó đã nuôi được nuôi trong trong chậu từ lúc nhỏ, 4 năm rồi đó anh em, 4 năm rồi đó. Do mình cứ không cho nó phát triển mạnh đó, cứ uống éo riết này, uống ba ba năm rồi mới nó mới xuống được cỡ đó đó anh em. Chơi 2 mùa rồi đó, 3 năm nhưng mà chơi là 2 mùa rồi đó anh em, chơi 2 mùa bông rồi đó, chuẩn bị tới Tết này là một mùa bông thứ ba rồi nè anh em ha. Cái cành lá của nó rất xum xê nha, xum xê. Và cái giống mai này nó chịu chịu lạnh tốt lắm anh em, chịu lạnh rất tốt luôn. Giống mai này nó giảo bình thường thôi, chịu lạnh rất tốt, nó lạnh nó vẫn nở bình thường anh em, nở bình thường. Quay cho anh em xem vui nha. Tàn nó nè anh em, tàn nó rất là đều đều. Cái nhánh chủ này tiếp tục nuôi cho nó phát lên nha, phát lên. Cái cây này để trong bàn là hết 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 sảy luôn, vô chậu ống hoặc là cái chậu cũng tương tự như vậy nè, nhưng mà chúng ta có cái chân đôn á, chân đôn ngực để cao lên, để chân ở bàn là hết hết ý luôn, hết ý luôn. Bông nó lâu tàn lắm anh em, bông nó lâu tàn lắm, bông nó bự và lâu tàn lắm. Cái mặt bông trên màn hình anh em, mặt bông của năm ngoái đó, năm vừa rồi đó, trên màn hình anh em. Rồi quay cho anh em xem nha, xem cho vui thôi. Đó, rồi cái chi cành anh em, chi cành nó phân tán rất là đều nha, nó đổ theo 2 nhịp, nó đổ theo 2 nhịp, một nhịp trên nè, nhịp trên xuống đây là bình thường, xuống đây là đưa ra và tiếp tục nuôi một nhánh đổ xuống đây nữa, một nhịp nữa nè, một nhịp nữa, 2 nhịp nữa nè, 2 nhịp. Nếu mà có thời gian nữa chúng ta nuôi thêm một nhánh nữa, chúng ta cho thêm một nhịp nữa. Cái cây này nó rất là đẹp, nó xõa xuống luôn. Cái nhánh này nó đổ thêm thêm khoảng chừng mười mấy 20 phân xuống dưới đây nữa, nó đổ qua 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 hướng bên này, hướng bên này là cái cây quá tuyệt đẹp luôn. Từ đây, từ cái nhánh này chúng ta nuôi cho nó lớn lên nè, lớn lên nó đổ qua hướng này, cây tuyệt đẹp luôn, hết sảy cho bà bảy luôn này. Càng nuôi càng đẹp nha, nên nó là cái cây zin rồi, nên chúng ta không sợ, rất dễ chăm luôn. Tôi không có xài phân thuốc nhiều đâu, tôi xài phân hữu cơ nhiều à, thành thử ra
cái mai này về là khách hàng là chơi xong là chăm rất dễ luôn, chăm rất dễ luôn. Có cái phân dynamic đó, phần humic cũng được. Humic. Humic cứ khoảng chừng một tháng, tháng rưỡi gì đó. Rải cho nó một nắm, nắm nhỏ thôi. Khoảng chừng một muỗng canh thôi. Rải đều xung quanh mặt chậu. Rồi phủ chiếc chồng lên, lấp lại. Nó thấm từ từ luôn, thấm từ từ. Hoặc chúng ta có cái phân mà phân bánh dầu á. Phân bánh dầu mà dạng bánh á. Chúng ta đem chôn chôn từng khúc từng khúc khúc, cắt nó ra từng từng cục từng cục như là hột đậu phộng nhé. Chôn nó khoảng chừng 4-5 hột là nó thấm xuống, nó thấm từ từ là cây mai tự tốt anh em. Sau đó chúng ta bón phân vô cơ, bón ít thôi, chừng tháng ta bón dặm nó một lần, bón để cho nó có chất thôi anh em, có chất thôi. Vô cơ vi lượng, phân vô cơ mà có cái hàm lượng Te đó, Te đó, anh em bón nhẹ cho nó thôi, để gọi là cho nó có chất thôi. Và phun cái thuốc dưỡng lá, thuốc mà có cái hàm lượng đạm đó, 30-10-10 đó, cộng Te, cái Te đó quan trọng lắm, nó giúp cho cái lá nó xanh dày và bóng, bóng. Nó đơn giản vậy thôi, cái cây này nó không cầu kỳ đâu, rất là dễ chăm luôn. Chăm à. Cái mai này nó zin luôn, zin luôn, zin. Cứ khoảng chừng một này khoảng chừng một mùa nữa đó, là chúng ta tháo dây 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 nhôm ra, tháo dây nhôm là nó y xì xì luôn, nó suông đục từ trên xuống dưới luôn, không có một cái chỗ nào gọi là mắc cắt hết nha, nó liền tù tì luôn đó. Cái cây này nó quý quý ở chỗ đó, nó quý rất là quý ở chỗ đó, nó liền tù tì luôn, xuống đục từ trên xuống, không có một vết cắt, không có một vết ghép gì nha, nó liền lại hết luôn, là liền lạc hết luôn, rồi tay cành nó liền lạc luôn, nó không có cái gì gọi là thì bán thì giao lưu tôi cũng rất tiếc, nhưng mà anh em thấy thấy anh khách hàng anh thích quá, anh thích cây thác đổ quá. Năm vừa rồi anh cũng có mua được một cây từ Hà Nội vô, anh chăm trồng anh chăm sao mà bây giờ nó bị héo queo à. Nó vàng vàng chạch à. Thì tôi mới thấy vậy, tôi thấy anh thích quá thôi, tôi giao lưu cho anh, giao lưu cho anh. Đó, quay cho anh em xem cho vui nha. Rồi. Ổi nè.